Ta đếm đến ba, nếu ngươi còn không chịu vào thì sau này đừng bám theo ta nữa. Anh, em, tiểu thất ngươi, cái này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hai người đang chơi trò chơi sao? Có thể cho ta chơi cùng không? Kaka tiểu thất không bao giờ chơi với ta. Loài người thật kỳ lạ, ha ha ha. Con không mau dậy. Ngươi đang chống tay vào đâu vậy hả? Xin lỗi, ta không cố ý. Địa chủ, thật xin lỗi. Ta đáng chết. Hừ. Nụ hôn đầu của ta. Vậy mà lại bị một lão cô nương hơn 1000 tuổi. Cơm mất rồi. Nói thật lòng thì cảm giác vừa rồi, xúc cảm rất tuyệt. Hê hi. Ấy, người đi trước đi. Thì ra nụ hôn là cảm giác này sao? Cảm giác thật kỳ lạ. Tại sao lại có cảm giác mong chờ nhỉ? Em ấy, ấy. Địa chủ, ngươi làm gì mà cứ lề mề vậy? Này, đây là lý do ngươi đâm vào ta sao? Anh. Em anh. Địa chủ, cẩn thận. Hừ. Anh. Lão cô nương này nguy hiểm đến nơi rồi mà không biết. Trông ngốc nghếch thật. Chẳng lẽ là đang tương tư rồi? Hi hi. Con đứng ngay ra đó làm gì? Mau đuổi theo đi. Quả nhiên là đoán trúng rồi. Các người rốt cuộc có nói hay không? Nói hay không? Nói cái gì? Ngươi hỏi đi đã. Hỏi nói hay không? Ngươi muốn ta nói cái gì? Ơ, địa chủ vừa rồi không phải đã hỏi rồi sao? Địa chủ các người đến mỏ vô cực tiên tông ta làm gì? Vì sao? Long đế bên ta dạo trước đã cho người đào thi thể của các đời trưởng môn từ cảnh giới võ hoàng. Nghe nói là muốn hồi sinh bọn họ. Hồi sinh? Trong mạch khoáng vô cực có nguyên liệu cần thiết, nên Long đế mới dẫn người đến đây. Chẳng lẽ Long tôn muốn dùng thuật hồi thần? Thuật hồi thần là gì? Chính là đào thi thể lên, sử dụng một số nguyên liệu rót vào thi thể, sau đó dùng công pháp này cưỡng ép đánh thức thi thể. Nhưng thi thể này sau khi được đánh thức sẽ không có ý thức, chỉ nghe theo mệnh lệnh. Bọn họ không biết đau, không có cảm giác, dù có giết thế nào cũng không chết, trừ phi là hồn phi phách tán. Đó chẳng phải là khô lỗi sao? Vậy chúng ta phải làm sao? Ngươi có thể không biết, thuật hồi thần không phải là công pháp của nhân loại, mà là đến từ ma kiếm. Vân Tuyết Thù đã nói cho các lão tổ của những tu tiên tông môn khác biết về việc Hỗn Nguyên Tiên Tông cấu kết với ma giáo, muốn cùng nhau chống lại Hỗn Nguyên Tiên Tông. Nhưng không ngờ các vị lão tổ của tông môn khác đều không tin lời nàng ấy. Tông chủ, các vị lão tổ của tông môn khác căn bản không tin. Bọn họ đều cho rằng chúng ta muốn độc bá thiên hạ, muốn tiêu diệt Hỗn Nguyên Tiên Tông, nhưng thực lực không đủ. Nếu bọn họ giúp chúng ta, sau này chúng ta cũng sẽ tiêu diệt tông môn của bọn họ. Môi hở răng lạnh, bọn họ quyết định không giúp ai cả. Vậy thì cứ để bọn họ tự lo liệu đi. Nếu không đột phá được thiên địa cảnh thì sẽ không thể làm gì được. Cách duy nhất là dốc hết tài nguyên, bồi dưỡng ra một, thậm chí là nhiều cường giả thiên địa cảnh. Tông chủ, ta có kế hoạch rồi. Mê mơn, gần đây vạn linh vực sắp mở, ta sẽ đích thân dẫn các đệ tử nòng cốt đi tìm kiếm cơ duyên. Ta sẽ để lại một số thủ đoạn trong tông môn, chia ra một đạo thần thức, để ở Thanh Thiên Phong đi gọi chữ Tinh Hà về đây. Tên nhóc này lại không biết chạy đi đâu rồi. Tông chủ muốn dẫn hắn ta đi cùng. Tu sáu của hắn ta quá thấp, trong số các đệ tử của toàn bộ tông môn chỉ có hắn ta lĩnh ngộ được đạo và hắn ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Địa chủ còn đang chờ ai nữa sao? Xin lỗi mọi người, lại để mọi người phải đợi lâu rồi. Sao hắn ta cũng đi? Chữ sư đệ, với tu sáu như hắn ta, tại sao địa tổ lại gọi hắn ta đi? Nghe nói địa tổ có ý với hắn ta, không phải thật chứ? Không thể nào, địa tổ là người xinh đẹp tuyệt trần, võ nghệ cao cường, sao có thể coi trọng tên phế vật này được? Chữ sư đệ, chẳng lẽ ngươi cũng xuống núi sao? Không muốn đi, nhưng địa chủ nhất định bắt ta đi. Ta có cách nào đâu? Chuyện giữa ngươi và địa chủ là thật sao? Cái gì thật với giả? Dựa vào bản lĩnh mà được bao nuôi, chẳng lẽ còn phải giải thích với các ngươi sao? Chẳng lẽ nhan sắc của ta còn không bằng hắn ta sao? Hừ, tên nhóc này chỉ giỏi ba hoa trích chòe. Tiểu Bạch, đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Ngươi và địa tổ ta hiện không nói cho ngươi đâu. Nếu địa tổ mà có ngày thích ngươi, ta sẽ gặm hết vỏ cây của vô cực tiên tông. Ta thấy ngươi thật sự sẽ đi gặm vỏ cây đấy. Không thấy thượng thiết thú và hỏa long sao? Đó là địa tổ cho hắn ta để phòng thân đấy. Lần này xuống núi chỉ có một mục đích, chính là đến vạn linh vực tìm kiếm cơ duyên. Để tăng cao xác suất, ta quyết định chia thành hai nhóm. Chữ tinh hà tu sáu quá yếu, ta sẽ dẫn theo hắn ta. Những người còn lại là một nhóm. Văn huynh, có vẻ như sau khi về tông môn, ta phải lột vỏ cây cho ngươi gặm rồi. Như vậy có hợp lý không? Không hợp lý chút nào, ha ha ha.
Hình như người không muốn đi theo ta lắm nhỉ? Làm gì có, đi theo địa chủ ta an toàn lắm. Hừ, ra ngoài phải xem lịch. Đêm qua ta đã bói một quẻ. Đại cát, nếu không ta thật sự không muốn ra ngoài đâu. Ra ngoài gọi ta là địa chủ dễ bại lộ thân phận. Ngươi đừng gọi như vậy nữa. Mây mông, vậy ta nên gọi là gì? Gọi là sư tỷ hoặc tỷ tỷ. Ta nào dám. Gọi một lão cô nương 1000 tuổi là tỷ tỷ ư? Ta là Hoa Minh Doanh Như Yên. Gọi ta là Như Yên sư tỷ. Như Yên sư tỷ. Còn là Như Yên đại đế nữa chứ. Ha ha ha. Gọi đi. Như Yên sư tỷ. Hừ. Ha ha ha. Vân Như Yên, Liễu Như Yên. Đúng là hoa khôi nổi tiếng của Lầu Xanh. Vừa hay ở đây có Lầu Xanh. Hay là ta bán ngươi vào Lầu Xanh, để ngươi danh chính ngôn thuận trở thành Như Yên đại đế nhỉ? Sau đó ta quay về tông môn sống an nhàn, mỗi ngày trêu chọc sư muội. Hi hi, tôi biết mấy. Tên nhóc ngươi, còn dám bán ta. Được lắm, được lắm. Ai bán ai còn chưa biết được đâu. Hừ. Phải tìm lý do để ra ngoài mới được. Đi liên lạc với bà chủ thỏa thuận giá cả trước đã. Sư đệ, anh không. Sư tỷ, ta đau bụng. Sư tỷ, ta mê mơn, đây là thuốc đau bụng, uống đi. Sư tỷ, ta cũng đau dạ dày. Ta muốn đi. Đây là thuốc đau dạ dày, uống đi. Sư tỷ, ta đau đầu, muốn ra ngoài hít thở không khí. Đây là thạch tín, uống đi. Sư tỷ, ta không sao rồi. Không sao là tốt rồi. Tối nay ngoan ngoãn ở trong quán trọ cho ta. Dám bước ra ngoài, cẩn thận ta đánh gãy chân chó của ngươi. À, ôi chao. Đây là công tử nhà ai mà trông tuấn tú, đẹp trai như vậy. Vị này là ai vậy? Trông đẹp trai quá, ta không cần tiền. Tối nay sẽ hầu hạ chàng. Đừng vội, đây là phần thưởng cho các ngươi. Cảm ơn công tử. Công tử, hoa khôi như ngọc nhà chúng ta tối nay vừa hay rảnh. Công tử có muốn gặp mặt không? Mụ à, ta tạm thời không chọn. Ta đến tìm ngươi. Tìm ta, ngươi không ngại sao? Ta tìm ngươi có chút việc. Ngươi nghĩ gì thế? Công tử tìm ta có việc gì vậy? Ta có một người biểu đệ, dung mạo cũng được. Muốn đến chỗ ngươi làm việc. Đến đây làm việc. Là loại công việc làm việc đó sao? Ngươi nghĩ thế nào? Ha 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 ha. Trùng hợp quá, ta cũng đang định tìm thêm vài nam nhân. Vậy thì tốt rồi, sáng mai hắn ta tự mình đến. Hắn ta tên là Chữ Tinh Hà. Sư tỷ, lát nữa ta dẫn tỷ đến một nơi chơi. Vui lắm. Ồ, thật sao? Ăn cơm xong rồi nói. Sư tỷ, ta không ăn cơm nữa. Ta đi trước đây, tỷ ăn cơm xong đến đó tìm ta. Nơi đó nằm ở con hẻm bên trái, đường phía đông thành. Được, ta nhất định sẽ đến. Ha 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 ha. Vân Tuyết U ơi là Vân Tuyết U. Ta sắp bán tỷ đi rồi. Hi hi. Công tử trông mặt mũi lạ quá. Không biết quý danh là gì. Họ Chữ, gọi ta là Chữ công tử là được rồi. Chữ, vậy thì đúng rồi. Mụ à, ta có một người bạn muốn đến chỗ ngươi làm việc. Hiểu rồi, hiểu rồi. Công tử, ta biết mà. Công tử, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Không nhỏ, khá là lớn rồi. Vậy sao? Lớn là tốt. Lớn thì mới sướng. Đúng rồi, ngươi có đủ thời gian không? Đủ, ta rất rảnh. Ngồi 1-2 canh giờ không thành vấn đề. Tất nhiên, nếu ngồi đến trưa cũng được. Ha 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 ha. Ngươi có thể ngồi 1-2 canh giờ. Thậm chí ngồi đến trưa cũng được. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Có lúc ta ngồi cả ngày, không ăn cơm cũng không sao. Sáng sớm đến tối khuya. Ta cảm thấy như vậy là rất bình thường. Ha ha ha. Ta rất hài lòng. Thành giao, mau chóng sắp xếp đi. Ngươi hài lòng cái gì? Thành giao cái gì? Ta còn chưa nói giá cả mà. Sao lại bỏ đi rồi? Kệ, bao nhiêu cũng được. Lát nữa đưa tiền cho ta. Ta đi mua chút đồ trang sức về trêu chọc sư muội. Anh. Ha 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 ha.